hành trình rèn luyện nghiệp vụ 8 ngày tại Hà Nội của ngành quốc tế học, trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì đi thêm cái bàn B6, một cái hỏa chiến. Con gì đâu? Rồi hát con mất lên. Mời mọi người ăn sáng nha. Rồi, mình đắp cơ, ăn sáng đi. Trời, ok, ăn sáng nha. Thêm đắp đầu trường quốc ra. Vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay thì chúng mình tập trung tại sảnh của khách sạn Sao Mai và di chuyển đến Ninh Bình. Sau đó xe xuất phát và chúng mình ghé cạnh dừng chân để ăn sáng vào lúc 6 giờ 40 phút. Chúng mình dừng chân ăn sáng ở phở Lý Quốc Sư. Sau khi ăn sáng xong thì chúng mình lại tiếp tục ra xe để di chuyển đến địa điểm thứ nhất của ngày hôm nay. Giờ phố được xua tan bóng đêm mờ tối và đường người dân đi tới đỉnh đồi văn hóa ngày mai, bao ký sự đâm hồn đang xây đắp tương lai đẹp tươi, ngàn đời người ca người ta vinh quang thay nghề của ta. Trên xe chúng tôi có dịp giao lưu với anh hướng dẫn viên rất vui vẻ và ý nghĩa. Sau đó thì theo đúng lịch trình, chúng tôi đến tham quan chùa Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình. Cho ké dù vậy. Chào mọi người, nào Nhung. Hi. Hi, chào mọi người. Thì hiện tại mình đang di chuyển đến chùa Tam Cốc. Bà bố hoa sen. Vào lúc 9 giờ 20 phút, chúng mình có mặt tại Ninh Bình để tham quan chùa Bích Động, tỉnh Ninh Bình. Giới thiệu về địa điểm tham quan thực tế và các thông tin, kiến thức, kỹ năng đã thu thập được. Chùa Bích Động là ngôi chùa cũ được xây dựng trên sườn núi. Chùa Bích Động được xây dựng hòa nhập với cảnh trí thiên nhiên một cách ngoạn mục. Hình ảnh chùa ẩn hiện về những hàng cây đại thụ xanh biếc làm cho nơi đây thêm phần cổ kính, thanh tịnh. Chùa có tất cả 3 ngôi chùa không liền nhau và được chia làm 3 cấp dọc theo sườn núi từ thấp lên cao, lần lượt là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Trải qua gần 600 năm tồn tại, đây là nơi lưu trữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Ngày nay, chùa Bích Động đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là một trong những ngôi chùa ở Ninh Bình linh thiêng nhất mà hàng năm khách hành hương vẫn luôn tìm về. Chùa Bích Động là một ngôi chùa cổ mang đầy nét nghiêm trang, huyền bí. Núi và chùa hòa hợp kết hợp với nhau tạo nên một cảnh quan độc đáo duy nhất. Trong chuyến tham quan Tam Cốc Bích Động, nếu bỏ qua chùa Bích Động thì quả là một đáng tiếc lớn. Sau khi tham quan chùa Bích Động, chúng tôi di chuyển về Tam Cốc để chèo đò tham quan khu du lịch này. Nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Mỗi thuyền thì gồm có 4 người.
và bắt đầu hành trình đi khám phá vẻ đẹp tạo hóa nơi đây dành cho chúng ta. Cô hôm nay bao nhiêu tuổi? Hơn 50 tuổi. Hơn 50 tuổi. Cô quê ở đây luôn. Dạ. Cô làm được bao nhiêu năm rồi cô? Hồi bé mà. Là ngày nào cô cũng làm vậy hả cô? Ngày nào cô ngắm cái cảnh này thì cô có chán không cô? Bữa nay người ta đi qua. Cô chèo vậy cô thấy vất vả không? Má ta uống nước rồi bây giờ nước cái mặt em. Trời ơi, trang đúng đó, tôi mới ngứt mặt. Tôi xin cho cái này mọi người quay đi. Nước trong xanh luôn mọi người. Vào lúc 10 giờ 10 phút đến 12 giờ trưa thì chúng mình trải nghiệm chèo đò tham quan Tam Cốc Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình. Và đây cũng là điểm đến thứ hai trong ngày hôm nay. Cô gần đây không? Cô đi bộ. Dạ. Cô sức khỏe. Thời gian chèo thuyền cả lượt đi và lượt về thì khoảng hơn 1 tiếng. Thuyền đưa chúng tôi tham quan một vòng các cánh đồng lúa, ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ. Thuyền chúng tôi còn len lỏi dưới hang nước và vách núi đá vôi. Chúng tôi không khỏi trầm trồ vì cảnh sắc thiên nhiên nên thơ hữu tình và quá đỗi tuyệt mỹ đến nỗi không thể rời ánh nhìn. Trong khoảng thời gian chèo thuyền, không gian nơi đây thật trong lành, trong trẻo. Tôi như trút hết mọi áp lực và căng thẳng theo dòng nước trong xanh. Điều này khiến tôi cảm thấy như rũ bỏ được những gánh nặng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chúng tôi còn bật nhạc và hát cùng nhau. Tôi cảm thấy yêu ngành học của mình hơn bao giờ hết. Dọc theo dòng sông có các cánh đồng lúa và tùy theo mùa mà cánh đồng lúa tại nơi đây sẽ có màu chín vàng hay xanh ngắt của lúa non. Vì chúng tôi tham quan giờ khá nắng nên có chuẩn bị cả nón, mũ, ô dù để che nắng. Ngoài ra còn có chuẩn bị thêm cả kem chống nắng, nước suối và các loại bánh để ăn không bị mất sức và có thể nạp thêm năng lượng. Đây là cái thằng đầu tiên. Hay học quốc tế hả? Nơi đây còn gây ấn tượng với chúng tôi bởi người chèo đò độc đáo ở chỗ họ chèo thuyền bằng chân. Bên cạnh đó, những người chèo đò họ rất vui vẻ, hòa đồng. Dù cho công việc có vất vả nhưng họ luôn hết mình, nhiệt tình, vừa chèo đò vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thú vị ở nơi đây. Cái tên Tam Cốc bắt nguồn từ 3 hang động ở nơi đây, đó là hang Cả, hang 2 và hang 3. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hang Cả. Đây là hang động dài nhất trong 3 hang ở khu du lịch Tam Cốc. Hang Cả dài khoảng 127 mét với chiều rộng khoảng 20 mét. Truyền thuyết kể rằng đây từng là nơi ngồi câu cá của một vị tiên ông tóc trắng như mây. Và cho đến nay, khi nhìn từ phía bên ngoài thì hang Cả vẫn mang hình dáng của vị tiên ông thư thái ngồi câu cá. We'll be right back.
Sau khi đã đi qua hang cả thì chúng ta sẽ đến với hang 2. Sau hang cả là hang 2. Ngồi thuyền đi qua hang động dài hơn 60 mét, bạn có thể ngắm nhìn những nhũ đá lấp lánh rủ xuống từ trần hang. Không xa là hang 3. Tiếp theo bạn sẽ đến với hang 3. Và đây cũng chính là cái hang cuối cùng trong điểm đến ngày hôm nay. Hang động này thì khá khác biệt với trần hang thấp hơn so với hang cả và hang 2. Quả thực, chuyến tham quan này động lại trong tâm trí tôi rất nhiều điều đẹp đẽ, khiến chúng tôi không thể nào quên được phong cảnh hữu tình nơi đây. Tôi và những người bạn trên chiếc đò hứa hẹn sẽ dẫn ba mẹ, người thân ra đây vào một dịp gần nhất, vì cảnh vật nơi đây thật sự quá đỗi tuyệt vời. Sau chuyến tham quan đẹp đẽ này, chúng tôi di chuyển đến nhà hàng và dùng bữa trưa với các món dê đặc sản của Ninh Bình. Đi thuyền qua một loạt các hang động xuyên núi, bạn có thể khoan khoái tận hưởng khung cảnh trời mây non nước đẹp đến nao lòng của khu Tam Cốc. Bye bye Ninh Bình. Bye bye. Bye bye cô. Dạ bye bye cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Trưa chúng mình tập trung di chuyển đến nhà hàng và dùng bữa trưa và sau đó nghỉ ngơi đến 1 giờ chiều. Từ 13 giờ 20 phút cho đến 13 giờ 50 phút thì chúng mình tham quan phố cổ Hoa Lư. Đây là điểm đến thứ ba. Anh chắc là biết rành gì mấy chỗ này đúng không? Em đang quay vlog á, anh có thể giới thiệu. Khu vực này thì xưa kia là một nhà hàng, người ta đã mới gây dựng lại để trở thành một cái tái hiện lại phố đồ Hoa Lư xưa, dựa trên những cái mẫu nhà của người Việt Nam thời thế kỷ thứ 10. Và tất nhiên nó sẽ không được đầy đủ như ngày xưa, nhưng đại khái là người ta vẫn cố gắng tạo hình ngôi nhà có cây đầu đao, rồi góc mái, rồi cửa bức bàn, ngôi mũi hài, vân vân.
14:30 đến 15:20 phút, chúng mình tham quan đền thờ Vua Đinh Vua Lê dưới sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên du lịch. Sau khi dùng trưa tại nhà hàng, chúng tôi tiếp tục di chuyển tham quan Vua Đinh Vua Lê tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Vua Đinh tức có nghĩa là Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê tức có nghĩa là Lê Đại Hành. Trước nền là một cánh cổng cao bây, to với ba gian. Các bạn có một cái cổng, cổng này nó có ba lối đi. 1, 2, 3, thêm 2 km nữa. Có cái lối cổng vào quay mặt về hướng bắc. Ở Việt Nam đây là ngôi đền duy nhất như vậy, ngôi đền của thời một vị vua. Còn những ngôi đền khác thì quay quay về hướng đông chẳng hạn, quay về hướng nam chẳng hạn, nhưng mà hướng đông nhiều hơn. Bốn cái chữ này nó có nghĩa là bắc môn tỏa thược, khóa chặt phương bắc lại. Môn tỏa thược các bạn, khóa chặt phương bắc lại để dân dạy con cháu, để phòng các bên tay phải là cái bản đồ chiến địa ngày xưa, mà coi như là cái bản đồ của khu vực kinh tế ngày nay, cũng ngày xưa ở đấy. Bây giờ người ta dùng bản đồ hình ảnh 3D nhìn rất là khó. Ngày xưa hình ảnh la bàn, sa bàn dễ nhìn hơn. Những con vật này lẽ ra là thường gặp ở các nơi khác, không phải ở đây. Thế mà họ trao tay thì hai cái cánh máy bay này bằng nhau chứ. Khuôn mặt của người mẫu trái và phải bằng nhau thôi, nó đẹp đúng không? Đây, trái, phải này, trái, phải. Mộc như đến thủy hỏa thổ, những các màu đấy kim là màu trắng đúng không, xong đến viền ngoài là trắng đúng không, thứ hai nữa là mộc là đen đúng không, xong rồi đến màu bên trong nữa đúng không? Thủy màu xanh đúng không, thủy màu nước này, kim mộc thủy rồi hỏa. Chúng tôi di chuyển vào trong và tôi được phổ cập các kiến thức bổ ích về lịch sử phong kiến Việt Nam thế kỷ thứ 10. Đền Vua Đinh và đền Vua Lê là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trước mặt đền là núi Mã Yên, hình dáng giống như một con ngựa. Đền Vua Đinh và đền Vua Lê ở hai không gian riêng biệt, cách nhau chừng 300 m, và chúng tôi được tham quan cả hai ngôi đền và được hướng dẫn viên chỉ dẫn rất chi tiết từng ngôi đền cũng như những giá trị văn hóa mà nơi đây vẫn còn lưu giữ lại cho đến ngày nay. Vua Đinh và đền Vua Lê là biểu tượng cho nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ thứ 17, khi mà đã đạt đến trình độ điêu luyện và tinh xảo. Hai ngôi đền mãi mãi là biểu tượng cho sự tôn kính, biết ơn của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Ninh Bình nói riêng với hai ông vua đã có công rất lớn trong việc khai mở nền độc lập dân tộc vào thế kỷ thứ 10. Khi mà được bầu lên làm vua thì các bạn nhà vua với cuộc sống kinh nghiệm khác nhau thì thấy cái gì? Thì như vậy nó đi thẳng vào, nhưng vấn đề là chỗ ai mà người xây cái đền và để đền kia. Thì ra là cái đường lớn, nếu mình mà đi hình vuông ấy thì mình đi rộng, còn nếu mình cắt cái thân này mà vát thì mình sẽ đi nhanh hơn, bởi vì một cạnh của hình tam giác bao giờ cũng ngắn hơn hai cạnh còn lại. Cái kim mộc thủy hỏa thổ ấy, từ ngoài vào kim thì màu trắng này, mộc đen này, sau đến cái thứ ba là xanh của nước này, thứ tư là màu đỏ của lửa đỏ này, và cuối cùng là màu vàng của đất. Thì các bạn có biết tại sao vua mặc áo màu vàng không? Tại sao không chọn màu trắng đi cho nó xinh, và màu đen đi cho nó ngầu, để màu vàng sau này còn thêm son tiếp vàng. Đúng rồi, nó đến từ đất. Thì những cái người cái ngày này là mình bắt chước của Trung Quốc. Cái này thì mình phải công nhận là mình bắt chước của họ thật. Có rất nhiều thứ họ bắt chước từ mình, nhưng mà cái màu vàng này nó bắt chước của Trung Quốc thật. Đó là vào cái thời nhà Hán, khi mà những người Trung Hoa khi mà rời khỏi Thảo Nguyên và di chuyển đến hai con sông lớn Trường Giang và Hoàng Hà để lập quốc, thì họ học cái này, cẩn thận cái đầu thì phải hình thành lên nhà nước mới. Thì như thế người ta cần phải có vua,
mà lúc đó mới phát sinh ra là vua phải mặc áo màu gì. Thì người ta mới đang suy nghĩ làm sao để tìm ra một cái màu mà nó cao quý một chút, nó phải quý giá một tí chứ còn màu thường dân đen xì thì tính làm gì. Thế thì người mới suy nghĩ và người ta mới nhận thấy rằng là chọn màu vàng. Tại sao là màu vàng? Bởi vì tổ tiên của họ đã để tổ chức một chuyến đi rèn luyện nghiệp vụ 8 ngày thực sự cần rất nhiều sự chuẩn bị và tâm huyết của thầy cô gửi gắm trong đó. Với em, chuyến đi thực tế chuyên môn lần này thực sự rất bổ ích. Ngoài việc học được những kiến thức cập nhật ở chuyên ngành, em còn có cơ hội học thêm được rất nhiều những kiến thức thực tiễn, những kỹ năng cần thiết, những trải nghiệm cá nhân hết sức ý nghĩa và nhân văn. Bên cạnh đó, chúng em còn được tham quan những địa điểm du lịch, cảnh hùng vĩ và tuyệt mỹ của đất nước ta, mà nếu không có chuyến thực tế chuyên môn này thì không biết khi nào chúng em mới có dịp đặt chân đến nơi đây. Những giá trị từ chuyến đi này mang lại cho chúng em là quá lớn lao. Niềm tin yêu vào ngành học cần được củng cố vững chắc mạnh mẽ sau chuyến đi thực tế này. Những điều chúng em nhận được thực sự quá đỗi tuyệt vời và giá trị. Những lời cảm ơn là chưa bao giờ đủ về chuyến đi ý nghĩa lần này. Ước mong các chuyến đi thực tế dành cho các khóa mùa sau vẫn sẽ tuyệt vời như thế, thậm chí là hơn thế nữa. Một lần nữa, thay mặt đoàn, em xin chân thành cảm ơn những điều tuyệt vời sau chuyến đi bổ ích này.